để tiếp tục hỗ trợ cho người bán vé số, lao động tự do vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM đã đề xuất UBND TP tiếp tục chi hỗ trợ bổ sung cho nhóm đối tượng này. Mức hỗ trợ bổ sung được chi cho hơn 18.400 người bán vé số lưu động trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 2020. Với mức 250.000 đồng một người, cho đủ mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng. Đối với gần 6.700 trường hợp người bán vé số dạo phát sinh trong đợt này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Đồng thời, Sở cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố phương án hỗ trợ hơn 3.800 hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm phải tạm ngừng kinh doanh và hỗ trợ 284.000 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ hai nhóm đối tượng trên là gần 864 tỷ đồng.